Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Audio. Hôm nay thì quay trở lại kênh của nhà em sẽ review cho các bác một sản phẩm mới tinh mới về shop nhà em. Đó là một cái mẫu loa đến từ thương hiệu khá là nổi tiếng với 90 năm tuổi, thành lập đây 90 năm rồi. Đó là mẫu Wattpad Evo 4.4 các bác nhá. Đây là một trong những dòng loa đầu bảng của dòng Evo và lớn nhất cũng là cái dòng size lớn nhất của Wattpad Evo. Trong đó thì trước đây em đã từng bán rất là nhiều những cái mẫu như là Wattpad Evo 4.2 hay là 4.1, thì cái dòng 4.2 em bán cũng rất là nhiều. Nếu mà các bác đã từng xem trên kênh của nhà em thì có lẽ rất nhiều khách hàng đã từng là khách hàng của nhà em mua Wattpad Evo 4.2. Hôm nay thì em đã đưa thêm về cho các chúng ta thêm một sản phẩm nữa đến từ nhà Wattpad, đó là Wattpad Evo 4.4 với một cái đôi loa cột 3 đường tiếng các bác nhé, loa cột 3 đường tiếng rất là hay. Và bây giờ đây thì em sẽ đưa máy quay lại gần và review cho các bác luôn. Vâng, Wattpad Evo 4.4 thì đã có 3 năm liên tiếp là 2019, 2020, 2021 đã được tạp chí Hi-Fi là tạp chí đánh giá âm thanh hàng đầu thế giới đánh giá là nó là một trong những cặp loa được chuẩn 5 sao của Watt Hi-Fi. Bởi vì sao nó được như vậy thì nó bây giờ thì em sẽ cho bác xem một số thông tin về nó. Đầu tiên là gì? Evo 4.4 với một cái công suất thì thường gọi riêng với Wattpad người ta không đưa ra công suất của loa các bác nhé, nhưng mà nó tương đương thôi. Họ sẽ đưa ra công suất của âm ly. Đó là gì? Âm ly tối thiểu có thể đánh được nó là từ 25W và maximum lên tới 200W. Và cái trở kháng của nó sẽ là 8 ohm. Và Evo 4.4 thì được sở hữu của những công nghệ của cặp loa đầu bảng, đó là dòng Elysian, và có rất nhiều những cái công nghệ đầu bảng. Trong nó thì sở hữu một cái cặp loa dạng ribbon, Twitter ribbon dạng chép mành với đường kính là 3 x 6 cm, và bên ngoài thì được gia công một lớp kim loại rất là sáng và đẹp như này đó. Đây là phần giải chép nhá. Đối với dòng Wattpad thì sử dụng cái loa màng chép rất là đặc biệt, nó là dòng chép ribbon đối với dòng Evo. Đấy. Ngoài ra thì bên dưới đây thì đối với dòng Evo 4.4 thì có sở hữu thêm một cặp mà mid nữa. Đây chính là cái cầu nối giữa cái giải loa trầm và giải giải chép để kết nối với nhau mang lại cái giải âm hình nó hài hòa nhất cho các bác khi chúng ta nghe nhạc. Và đây với đường kính là 5 cm chép, đây là loa mid dạng dom các bác nhá. Ở bên ngoài được bọc lớp cao su như này để tạo một cái độ mở âm thanh rất là tốt cho cái phần loa cột này. Với cái loa Wattpad Evo 4.4 ấy thì góc mở âm thanh của nó rất là hiệu quả bởi vì nó sở hữu tới 3 đường tiếng. Bình thường các dòng loa cột cơ bản sẽ chỉ có 2,5 đường tiếng thôi các bác nhé, 2,5 đường tiếng. Và cái phần loa mid này nó quyết định rất là nhiều về phần trung âm, đặc biệt là khi chúng ta muốn đánh một cái bài hát nó ra độ chi tiết nhất thì cần có đủ dạng ba cái giải tiếng đó phải cân bằng nhau để mang ra cái khả năng đánh chi tiết nhất. Và ở đây là một củ loa mid bass, có tới hai củ loa mid bass với đường kính là 16,5 cm các bác nhé. Và bên trong thì đối dòng Evo sẽ sử dụng cái màng loa là màng Kevlar đan sợi với nhau. Đây là một màng loa có một cái tinh chất khả năng đánh ra đàn hồi rất là tốt, khi mà rất nhiều hãng đã sử dụng như là BMW trước đây cũng đã dùng màng dạng Kevlar như này đó, màng Kevlar. Và chúng ta có hai loa súp như vậy mang lại cái giải trầm cực kỳ tốt. Và đối với giải trầm của loa súp loa Evo 4.4 thì có thể giải trầm của Evo 4.4 có thể xuống tới là 44 Hz và lên tới cao là 128 kHz các bác nhé. Ngoài ra thì nó có thể xuống sâu hơn nữa, xuống thêm xuống tới nữa là khoảng 38 Hz. Đó là một mức giải trầm cực kỳ hiệu quả và tốt. Thế để có một hiệu giải trầm tốt như vậy thì hãng họ đã là thiết kế một cái kiểu lỗ thông hơi rất đặc biệt. Nó sử dụng công nghệ SLPP, lỗ thông hơi dựa vào cái cột ống hơi ở trong loa này. Các bạn thấy không? Ở trong loa sẽ có một cột ống hơi, ở đây sẽ không có lỗ thông hơi ở phía ngoài mà dựa vào cột ống hơi ở trong loa, và nó sẽ ép ra hai cái đường hông hai bên cửa phía sau kia. Ép từ từ ra cái lỗ thông hơi này, đây chính là lỗ thông hơi của loa, sẽ đặt ở phía dưới chân loa như này để đẩy cái lỗ thông hơi, đẩy cái hơi từ trong cột loa đẩy ra phía bên ngoài phía sau, làm cho cái mức ổn định của cột hơi trong loa nó ổn định hơn, nó đầy hơn và nó mang lại cái giảm cái sự nhiễu cộng hưởng ù ở trong đó, và nhưng mà đẩy hơi ra một cách từ từ, không đẩy dồn dập như một số cái dòng loa mà dùng lỗ thông hơi dạng V-Flex. Và một cái điều nữa là gì? Wattpad Evo 4.4 ấy thì sử dụng những cái chân loa chống rung như này, có nhìn rất là đặc biệt, rất là sang trọng, và chúng ta hoàn toàn có thể kê ở bất kỳ vị trí nào mà không bị lo nó sẽ bị cộng hưởng nền nhà, làm cái ù rung hay là tạo những cái tiếng mà những cái triệt tiêu rung động không mong muốn đối với loa xuống nền nhà.
sử dụng những chân loa như này, rất là đẹp các bạn. Trên các quả loa này thì các bạn sẽ đo, các bác bây giờ sẽ cao tới hơn 1 mét, đó là 100, đây các bạn nhìn này, 106 cm, 106 cm. Chiều rộng của loa sẽ là khoảng 25 cm, đấy, 25 cm, và chiều sâu sẽ là khoảng 14 cm cộng thêm 1 cm của cái cầu loa nữa, các bạn, 34 cm chiều cao. Nhưng mà do ở phía sau đây, ở sau loa thì còn có một cái cầu loa dạng bắp chuối này nữa, thì sẽ cộng thêm cái chiều sâu thêm một khoảng 1 cm, 1,5 cm nữa do cái cầu loa này. Nhưng mà các bạn yên tâm là gì, loa này chúng ta hoàn toàn có thể kê sát vào tường, không phải lo cái việc là bị u ra, bởi vì là họ sử dụng công nghệ là SLPP đẩy ống hơi từ xuyên cột loa ra phía hông này, đẩy ra sau, rất là hay, và nó làm cho âm bass cực kỳ dày đấy, đối với loa cột. Và con này thì có cái trở kháng, độ nhạy sẽ là 89 decibel các bạn nhé, khá tương đối là dễ dàng để ghép âm ly đấy. Và cái khả năng hoạt động của nó tốt, em nghĩ cho khoảng từ vòng từ 35 40 mét vuông đổ lại, đánh rất là hay. Còn chúng ta hoàn toàn có thể nghe nhạc cũng như là mang lại một cái trải nghiệm rất tuyệt vời đối với cái loa cột này. Và bên ngoài loa thì cũng đã được trang bị một cái lớp gỗ MDF là màu vân nút, giả vân gỗ mang lại. Và tất cả cái này thì đã được xử lý nhiệt các bác, chống cong vênh và chống ẩm mốc, như là chống bị những cái thiết bị bên ngoài nhiễu xạ vào. Và cái thiết kế bo như này, cái bo bắt ở đằng sau thì nó cũng tạo ra một cái hiệu ứng tốt khi mà không bị những cái sóng sóng dọc sóng ngang nó làm ảnh hưởng tới cái âm thanh của loa, và nó triệt tiêu những cái sóng đó đi để cho âm thanh của loa được phát ra với hiệu ứng tốt nhất và góc mở là tốt nhất. Đấy. Với một chiếc loa như này có cân nặng lên tới là 20, gần 26 kg, 26 kg rất là nặng. Tuy nhiên là ở bên dưới thì lại có thêm cái chân đế kia, thì nó cũng sẽ làm cho cái sự cứng vững của loa được đảm bảo ổn định hơn, không bị rung lắc hay là bị ù xuống nền nhà khi chúng ta kê ở những phòng nghe. Đấy. Hôm nay thì sản phẩm này đang được bán với mức giá khoảng trên 38 triệu nhé. Nhưng tuy nhiên là tại sao thì em sẽ có mức giá rất ưu đãi cho các bác đã biết đến kênh của nhà em với sản phẩm này. Bán cho các bác mức giá 31 triệu. Đặc biệt là với dịp cuối năm này em sẽ hỗ trợ cho các bác là bao ship toàn quốc với cặp loa có phải đàn Evo 4.4 này. Đó. Bác nào mà quan tâm muốn mua hàng thì có thể liên hệ hotline là 0964 801493 để mua hàng. Và bây giờ thì không để các bác chờ lâu hơn nữa, thì em sẽ gửi tới các bác những bản nhạc test đi tới từ cặp loa có phải đàn Evo 4.4 này. Và sắp tới đây thì em sẽ có rất nhiều những cái âm ly, những combo ghép với âm Evo 4.4 để các bác có thể tham khảo và nghiên cứu lựa chọn cho mình một cái combo hợp ví tiền. Và ngày nay thì em sẽ lựa chọn ghép cho chúng ta một cái âm ly rất là hay của Mazang, Mazang PM7000N các bác nhá, sẽ ghép cùng với lại Wap Fedan Evo 4.4, một cặp loa đầu bảng của dòng Evo của Wap Fedan. Mời bác cùng lắng nghe những bản nhạc test tới từ cái sản phẩm loa này. Xa nhau rồi, thiên đường thôi.
cho thần tiên chắc cánh, xót đau người tình sinh. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối. Lần cuối.